Đây nha các bạn, mình sẽ ăn miếng xoài này. Mình sẽ chấm với nước nữa này. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Lam Vlog nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip cho các bạn xem. Hôm nay thì trời rất là nóng các bạn ạ. Bây giờ mình ra đây để làm clip cho các bạn xem. Và hôm nay mình sẽ làm xoài lắc nha các bạn. Mùa này thì mùa quả xoài nó ra trái rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm món xoài lắc cho các bạn xem nha. Đây các bạn ạ, mình có chuẩn bị mấy quả xoài rồi. Đây là bún khô nha, muối, bột ngọt và ớt. Và đây là tép khô các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ thực hiện cái món xoài lắc này thôi. Thì cái món này thì mình chưa chưa thấy ai làm bao giờ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử làm món này ăn xem như thế nào nhé. Đây các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ cắt quả xoài này nha. Hôm nay thì mình không mang dao các bạn ạ, mình quên mang dao. Giờ mình cắt bằng cái kéo này. Đây, bây giờ mình sẽ cắt cắt đôi ra. Mình lấy hạt nó đi nha các bạn. Xong rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình tiếp tục cắt cắt bún khô nha. Cắt ngắn ngắn để cho nó dễ ăn các bạn. Đấy,
bún khô thì mình cũng đã cắt xong rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cho tép này, tép khô này. Đây các bạn ơi, tép này nhìn rất là đã luôn. Để thử ăn miếng. Rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho vô nhé. Đấy, mình cho nửa bịch thôi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cho muối, bột ngọt và ớt. Là ớt bột nha. Hôm nay thì mình không có mang ớt cái, mình dùng ớt bột thôi. Ớt này rất là cay nha các bạn. Bây giờ thì mình trộn đều nó đi rồi ăn các bạn ạ. Mình cho một ít nước nhé. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Không biết ăn vào có ngon không các bạn. Mình trộn đều rồi mình đợi, mình ngâm khoảng 10 phút gì đó các bạn, rồi mình mới ăn, nó mới thấm vô quả xoài nó ngon được các bạn. Đây các bạn ơi, mình ngâm khoảng 10 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem như thế nào nha các bạn. Wow. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử ăn nha. Đây. Mình mời tất cả các bạn ăn cùng mình nha. Đây các bạn ơi. Mời tất cả các bạn. Ngon đó các bạn ơi. Ăn bún nha. Quả xoài này thì nó rất là ngon. Nó thấm vô trong luôn. Đây, mời các bạn ăn nè. Nó có mùi tép khô ngọt ngọt đó nên nó rất là ngon. Tép này thì nó rất là ngọt các bạn. Trời nắng nóng thế này thì
ăn đồ cây toát hết cả mồ hôi các bạn. Món này thì mình mới nghĩ ra, mình làm cho các bạn xem luôn. Bởi vì mình muốn thử món lạ lạ ăn xem như thế nào rồi. Đây nha các bạn, mình sẽ ăn miếng xoài này. Mình sẽ chấm với nước nữa này. Nó cay của bạn ơi. Nhìn nước nó đỏ luôn này. Đây mời các bạn ăn thêm miếng nữa nha. Cái của các bạn ạ. Ớt này, ớt bột này nó rất là cay. Nãy giờ thì mình ăn cũng một nửa rồi các bạn. Mình không thể ăn hết được. Ăn nhiều sợ đau bao tử các bạn. Bởi vì nó cay quá. Bây giờ chắc có lẽ mình xin dừng clip tại đây. Nếu các bạn thấy clip này hay, cho mình một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.